Chào mừng các bạn đã quay trở lại với set thứ hai giữa Vũ Bình Hòa và Tấn Long Bình Dương. Thì set đầu tiên thì Tấn Long đã gác trước Vũ với 1-0. Một trận đấu rất là căng thẳng giữa hai bên. Set thứ hai bắt đầu, Tấn Long giao bóng. 0-0. Đang có một số vấn đề về trận đấu, xin tạm dừng các bạn. Vấn đề là một có một cái gương rất là chói phía sau thì trọng tài không có nhìn được, nên là phải chỉnh lại cái gương đó. Trận đấu xin được gián đoạn trong ít giây. Set 2 sẽ được set rất là căng thẳng. Tấn Long giao bóng. 0-0. Quá hay. Wow, qua đó Tấn Long đã gài bóng rất tốt. Tuy nhiên thì anh đã canh bóng bị hụt và giật ra ngoài. Thì chúng ta để ý thấy anh Long giao chủ yếu là để gài bóng và tấn công ngay từ lúc đầu. Quả da của anh rất lỏng. Hay quá. Vũ đã bắt bài được cho Tấn Long, giật qua phải và anh đã canh giật lại. Tấn Long hơi thiếu chuẩn bị quả giật vừa rồi thì điểm số cho Dũng 2, Vũ 2-0. Vũ giao bóng. Một dấu quả giao chuỗi rất hay. Lưới rồi. Hay. Tấn Long rất kiên trì. Hay. Điểm số cho Tấn Long. Một pha đô công rất hay. Tấn Long rất chịu khó di chuyển. Sau khi Vũ ép trái, Tấn Long thì đã di chuyển và dứt điểm. Vũ vẫn kiên trì cái bài ép trái Tấn Long. Điểm cho Vũ 3-1 đội bóng. Long giao bóng. 1-3. Quá hay. Vũ đang áp dụng chiến thuật ép trái và dí phải. Điểm cho Vũ 1-4. Bóng ngoài 5-1. Vũ đã bắt bài được cái quả giao bóng Tấn Long và ý đồ của anh rất tốt là thọc sâu phải để Tấn Long giật lên bắt đầu dí về trái. Sáu một. Các bạn để ý thì thấy hai anh này có một kiểu bóng rất là giống nhau, có nghĩa là giao chuỗi ngắn bàn để đối phương gò qua thì bắt đầu lên trái lên phải trước. Ngoài rồi, Vũ bị mất chân rồi. Quả đó Tấn Long hơi hở nhưng mà Vũ hơi bị mất chân cái quả đó. Điểm cho Tấn Long 2-6. Quá hay. Quả đó Tấn Long giật quả đầu trúng lưới nhưng mà Vũ vẫn đỡ được. Tuy nhiên thì Tấn Long đã lợi dụng thời cơ tấn công liên tục ép trái Vũ. Điểm cho Tấn Long 3-6. Quá hay. Tấn Long là một tay vợt cũng khá lớn tuổi rồi nhưng cũng rất chịu khó di chuyển. Nhìn anh ta đánh thì giống kiểu đánh một càng thôi nhưng mà thật sự thì càng trái của mặt gai của anh ta cũng rất khó chịu. Quá hay. Vũ cố tình hãm cái banh giật của Tấn Long lại và Tấn Long đã bị mất bộ giật hư quá rồi. Điểm cho Vũ 7-4. Bóng chạm lưới ra ngoài. Vũ đã giật trái không thành công. Điểm 5-7 cho Tấn Long. Dần dần đã rút ngắn được khoảng cách. Tấn Long giao bóng. Quả vừa rồi thì Tấn Long đã rất rướn rất là tốt để móc sâu vào phải Vũ nhưng lại Vũ đã không sự có sự chuẩn bị cho quả vừa rồi nên đã ảnh vào cái banh nó hơi bị trễ và bóng nó ra ngoài. Điểm Tấn Long 6-7.
Thăng Long là một đội đánh rất là kiểu rất là cần cù, anh đánh chân phương nhưng mà bóng anh rất là bóng đều. Quá hay, Vũ đã mạo hiểm ép sâu trái của Thăng Long và anh đã hơi giật mình. 8-6 giữ vào bóng. Tiếp tục một giải qua chuỗi. Bóng ngoài rồi. Vũ tiếp tục ép trái Thăng Long. 9-6. Quá hay. Đó, chúng ta vừa chứng kiến một quả giao bóng giật của Vũ móc mang cá rất hay. Tưởng ngỡ là Thăng Long giật cái banh được hay như vậy rồi. Tuy nhiên Vũ đã chuẩn bị bắt bài và móc tiếp một quả mang cá vào giữa bàn. Điểm cho Vũ. 6-10 Thăng Long giao. Quá hay. Hai quả bóng cuối của set đấu thứ hai cực kỳ đẹp mắt. Đường lại bâu xe nó phải tốn bộ nhớ bâu bâu á. Bâu á. Ok. Rồi như chúng ta đã được vừa chứng kiến một rất nhiều pha bóng đẹp ở set thứ hai vừa rồi thì Vũ đã có một chút thay đổi về chiến thuật khi anh liên tục tung ra những quả ép trái Thăng Long buộc Thăng Long phải di chuyển và sau đó anh lại thọc sâu phải. Và kết quả là anh đã gỡ được một đều. Set thứ ba bắt đầu. Ngoài rồi, ý đồ Thăng Long rất là tốt khi anh xé banh qua trái nhưng đã bóng đập lưới ra ngoài. Điểm cho Vũ. 1-0. Wow, Vũ vừa quýnh hư một quả rất là ngon ăn sau khi anh gà một quả cho bóng. Đối phương đỡ nhõng lên nhưng mà bước chân vào giật hư. Rất tiếc cho Vũ, một đều. Quả lưới rồi, giao lại. Một đều, Long giao bóng. Vũ rất hay khi anh đã chặn được quả giật rồi của Long và sâu bên phải thì Long buộc Long phải bước chân di chuyển và Long nó bị với giật hụt rồi. Điểm cho Vũ. 1-2. Vũ thiếu chuẩn bị quả vừa rồi rồi. Điểm cho Long. 2 đều. Vũ vô bóng. Anh em mình chơi nhau. Bóng ngoài, ý đồ Long rất tốt khi anh móc quả đó lên nhưng mà bóng đã hơi dư một tí xíu. 3-2 cho Vũ. Rất tốt. Long đã đổi điểm rơi một tí xíu khi đưa bóng vào giữa bàn, giữa bụng Vũ. Và anh có điểm 3 đều, Long giao bóng. Một quả chuỗi nữa chăng. Rất khéo. Mặc dù Long giao bên phải Vũ nhưng anh đã né phải đánh trái khi sọc thẳng vào bên phải của Long. 3-4. Long nhất. Rất đáng tiếc khi anh đã giật được quả đầu rất hay nhưng quả tiếp theo thì anh lại giật vào lưới. 4 đều. Rất căng thẳng. Bóng ngoài rồi. 4-5. Vũ vô bóng. Rất tiếc cho Long khi anh đã cố ép hết qua bên trái đã giật về phía trái của Vũ nhưng bóng lại lưới ra ngoài. Điểm 5 đều, rất căng thẳng. Tỷ số lớn set 1, set 3, 1 đều, 5 đều. Rất hay. Rất hay. Wow. Vũ đã có một pha phòng thủ xa bàn cực kỳ xuất sắc. Về phía Long thì anh cũng đã xuất sắc, cũng không kém khi anh đã té rồi nhưng anh vẫn đứng dậy để mà tiếp tục giật qua đó. Tuy nhiên Vũ ở lợi thế xa bàn thì anh hoàn toàn có thời gian để mà điều chỉnh điểm rơi của mình. Vừa rồi bóng hơi cao và Long đã giật hụt rồi. Điểm cho Vũ. 5-6.
Wow, rất tiếc cho Long. 5-7, quá vừa rồi anh đã giao vào lưới. Đúng như vũ, 7-5. Quá hay, Long tiếp tục nhồi vào phải vũ. Thật sự thì quả vừa rồi thì vũ cũng khá hay khi bóng dấp lưới, nhưng mà anh ta vẫn đánh điều chỉnh bóng tốt. Tuy nhiên thì Long đã tích cực tấn công, nhồi phải thì Vũ đã bị theo không kịp bóng vừa rồi. 7-6. Quá khéo luôn. Quá hay. Long được vừa rồi có một pha xử lý cực kỳ thông minh khi anh đã hất cho banh sâu vào phải và Vũ đó giật mình. Vũ đang đinh ninh là người ta sẽ gò qua và anh tấn công, tuy nhiên Long đã hất trước. 7 đều, rất căng thẳng. Quả giao lưới giao lại. Các bạn thấy thì anh Long giao rất là đơn giản. Tuy nhiên đây là một đôi đánh giao để đánh, đâm ra là kiểu đánh rất là cần cù. Vừa rồi thì Long đã giật hư. Điểm cho Vũ 7-8. Rất đáng tiếc tầm giao bóng, nhưng anh đã bị mất hai quả giao bóng từ lợi thế giao bóng của mình. Điểm giao vũ 9-7, đây có thể là điểm mấu chốt của set đấu thứ ba này. 9-7 vũ giao bóng, bóng chạm lưới nữa rồi. Wow, Vũ đã có một pha phòng thủ cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên khi anh đã chuyển từ thủ sang công thì anh lại đánh hư quả bóng vừa rồi. Quá đáng tiếc cho Vũ. Nếu mà tỷ số là 17 thì anh sẽ tạo một lợi thế tâm lý rất lớn. Tuy nhiên Vũ đã giật hư. Và điểm số đã cho Long trong pha bóng vừa rồi 9-8, rất căng thẳng. 9 đều hay là 18 đây. Rất khéo và có tính toán trong pha bóng vừa rồi khi anh chấp nhận giao sâu về trái Tấn Long để Tấn Long hất trái lên và bắt đầu anh xô thẳng vào phải và Tấn Long đã không kịp di chuyển. Điểm cho Vũ 80. Một quả giao ngang lên sâu vào bên trái Vũ và Vũ đã giật mình khi anh đã gò ra ngoài. Bình thường thì Long giao ngắn nhưng đến quả này thì Long lại giao dài. Đó là cái hay của bóng bàn. Tiếp tục một giải quà. Như chúng ta thấy tiếp tục một quả giao dài thì Vũ đã bị hớ, nhưng là Long là rất tiếc khi anh là đánh hư cái quả rất là ngon ăn như thế này và kết thúc sẽ đấu thứ 3. 11-9 nghiêng về cho Vũ. Rất tiếc cho Long. Rồi chúng ta sẽ trở lại với sẽ đấu thứ 4. Trận đấu này, trận bóng thứ ba vừa rồi thì Vũ đã có rất nhiều pha phản công hay và nó chấp nhận lui vào phòng thủ với những quả chạy trái của mình rất là hay và dẫn trước Tấn Long với tỷ số 2-1. Tấn Long vào bóng thứ tư. Quá hay, sau khi một quả gài bóng khá khéo từ quả giao bóng của Tấn Long thì Vũ đã chủ động tấn công. 1-0 cho Vũ. Quả này thì Tấn Long đã đánh rất là cẩn thận, chỉnh chu từng quả bóng khi mà Vũ móc trái lên trước và anh đã canh đánh lại. Vũ đã không kịp giật lại bóng vừa rồi. 1-1, Vũ giao bóng. Hở rồi, Vũ giao quả bóng khá lỏng và Tấn Long đã bị hở giao bóng khá cao và Vũ dứt điểm ngay. 2-1. Tiếp tục giải quay giao chuỗi. Tấn Long móc cái banh hơi bị giật mình, đâm ra là cái banh hơi cao và Vũ chờ cứ thế và đè bóng xuống. Một quả dứt điểm hoàn hảo. 1-3, Tấn Long vào bóng. Bon rồi. Tấn Long có một quả phang phải khá nặng, tuy nhiên Vũ đã kịp đỡ và rất là may cho Vũ vừa quả đá bon. 1-4, Tấn Long vào bóng. Quá hay, Tấn Long thủ rất xuất sắc. Rồi không qua lưới.
Lên. Khoảng cách bây giờ là 5 điểm rồi. Chúng ta có thể để ý kỹ mặt vợt của Tân Long thì lần này anh là quýnh mặt đỏ nhiều đen là gai nha. Đúng rồi, đen vẫn là gai. Rất hay, Vũ hoàn toàn giữ thế chủ động trong pha bóng vừa rồi. Anh tận dụng rất tốt cái quả giao bóng để giữ thế chủ động và dồn bóng vào hai góc. Tân Long hơi bị đuối. Khoảng cách bây giờ là 5 điểm rồi, 6-1. Một quả canh bóng và móc không lực của Long rất khéo. Và Vũ đã đẩy trái vào lưới. Điểm cho Tân Long 2-6. Quá xuất sắc Vũ ơi. Một quả đóng mạnh như thế nhưng Vũ đã móc được bóng sâu về bên phải của Long. Và Long đã đứt chân giật hụt bóng, chặt bóng qua rồi. Bóng ngoài. Xét đấu này thì Vũ hoàn toàn chủ động trước Tấn Long. Ừ. 8-2, Vũ vào bóng. Khoảng cách bây giờ là 6 điểm, khá xa. Vũ tiếp tục qua những quả giật rất chuẩn của mình. Và Tấn Long hơi bị động, thủ cũng không được mà đánh thì lại hư. 9-2, 10-2 rồi. Chắc là Tân Long có lẽ đã buông xe này rồi. 20, còn nước còn tát. Một pha phạm bóng rất hay của Vũ, từ Vũ. Rất hay. Mặc dù Vũ phạm bóng khá khó chịu, tuy nhiên Long vẫn kiên trì. Khoảng cách bây giờ là 7 điểm, 30. Rồi, Long đã giật huy. Kết thúc set thứ 4, tỷ số là 11-3, khá xa. Thì set này chúng ta thấy Vũ khá chủ động, thủ lẫn công. Vũ đã bám bàn rất tốt và Tấn Long di chuyển khá nhiều. Dẫn đến anh giật hư. Chúng ta cùng chờ đến set thứ 5. Cục diện trận đấu có thay đổi hay không, hay Tấn Long có một cái bàn nào khác hay không nha. Rồi, chúng ta cùng trở lại với trận lôi đài giữa Vũ Bình Hòa và Tấn Long. Thì hiện tại Vũ đang gác Tấn Long 3-1 sau khi thua set đầu. Thì Vũ đã đi một mạch 3 set tiếp theo với lối đánh rất là chủ động của mình. Và vẫn kiên trì cái lối đánh là Vũ sóc sâu vào trái và chặn vào bên phải ép Tấn Long di chuyển. Hầu như trận đấu này thì Tấn Long cảm giác là quýnh không lũng được Vũ. Giờ chỉ còn cách là giật giữa bàn và bụng Vũ thôi. Như chúng ta đã biết thì hai tay vợt này là hai tay vợt có lối đánh rất là bền banh và kiên trì. Vũ vô bóng set 5. Quá hay. Hầu như chúng ta thấy những quả giao bóng của Vũ, Vũ khá chủ động. 1-0. Quá hay. Tân Long đã có một quả giật chữ Y làm bất ngờ Vũ và Vũ đã bị đỡ hư quả rồi. Điểm với Tân Long 1-1. Nếu Tân Long không xử lý được cái pha vừa rồi thì nhịp độ trận đấu chắc chắn sẽ nghiêng về phía Vũ. 3-1 rồi. Vũ xử lý khá tốt với quả giao bóng của Tân Long khi anh gò sâu vào ra hai góc bàn. Bóng nó đi xoay ngang rất là khó chịu. Quá hay. Anh chấp nhận giao dài để Tân Long moi trước. Và anh đã dí thẳng phải. Tân Long di chuyển không kịp. 4-1. Quả vừa rồi thì cảm giác là anh hơi chủ quan khi không có sự chuẩn bị.
Điểm cho Long 2-4. Điểm cho Long 3-4. Xin dừng, hai đối thủ xin dừng pha vừa rồi. Vũ đã hay mà còn may nữa, cái quả vừa rồi cảm giác như là bôn bàn, Long thì hơi giật mình thì tưởng ra ngoài nên đã giật hư. Điểm 5-3. Rồi cảm giác như tinh thần của Long hơi bị xuống sau cái set thứ tư thua vừa rồi. Điểm 6-3. May mắn rồi, may mắn cho Long. 4-6. Hy vọng lần dịp đầu trận đấu sẽ thay đổi. 4-6. Long sẽ áp dụng chiến thuật gì đây? Anh đổ qua dao trái rồi. Rất hay. Wow. Một pha đánh rất kiên trì của Tân Long. Khi anh tấn công nhưng đã bị Vũ phòng thủ tốt và Vũ phản công thì Long lại lưu đối thủ và Vũ đã đánh hư. 5-6 rồi. Cố lên Tân Long ơi. Quá hay. Tân Long rất kiên trì. Mặc dù bị ép sâu trái nhưng anh vẫn cố nép qua để mà giật xoáy lên. Và Vũ đã chặn hư quá rồi. 6 đều. Vũ đã ép trái hư quá rồi. 6-7. Từ quả gấp lưới lúc 6-2 thì Long đã lên một mạch 5 quả. 6-7. Hư rồi, điểm cho Long 8-6. Đâu đó mình nhận định là đang có một sự hơi chủ quan của anh Vũ khi anh không có sự chuẩn bị trong cái quả anh qua da của mình giống như set 4 và anh đánh hư khá nhiều. Bóng hư rồi. Rất hay, anh Long vẫn kiên trì trong từng đường bóng của mình. 9-6. Wow, Tân Long nghĩ quả vừa rồi Vũ đã bung ra ngoài nên không theo. Ai ngờ bóng lại đi sâu vào góc phải. Tân Long đã bỏ lỡ quả vừa rồi. Điểm 7-9. Chiến thuật đưa ra rất hợp lý nhưng quả ép trái cuối cùng anh lại ép ra ngoài. 10-7-70. Vũ giao bóng. Và một màn lội ngược dòng cực kỳ gay go của Tân Long khi anh bị nhấc 6-2 và anh đi một giây và kết thúc sẽ đấu thứ 5 với tỷ số 11-7, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Tuy nhiên thì xếp vừa rồi thì cảm giác Vũ chủ quan hơi nhiều, đâm ra là khi anh đánh tự hư những quả bóng rất là ngon ăn. Nhưng mà bóng bàn là vậy các bạn. Chúng ta cùng chờ xếp thứ 6 Tân Long có gỡ được hay không đã vào set chung kết hay là Vũ lại tập trung để mà thắng luôn trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ nhé. Rồi chúng ta cùng nhau trở lại với set thứ 6 giữa hai vận động viên Tấn Long và Vũ Bình Hòa. Vừa rồi thì chúng ta đã biết là Vũ khởi đầu với tỷ số 6-2 nhưng anh đã bị Tấn Long gỡ từ cái pha bóng bun gấp lưới và đi một giây đó 11-7. Set thứ 6 này như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ nhé. Tân Long giao bóng. Không, không. Tân Long vừa giật hư một quả rất ngon ăn khi con Vũ được hở giao bóng như vậy. Nhưng anh vào bóng có vẻ hơi sớm. Nên là bóng vấp lưới ra ngoài. 0-1. Rất tiếc cho Tân Long khi anh cố tình giật sâu bên phải để mà kéo Vũ ra mang cá. Nhưng anh đã giật hư quả bóng khá đáng tiếc. 2-0 cho Vũ.
vụ giao bóng. Tấn Long xử lý giao bóng khá khéo và Vũ đã giật ra ngoài. 2-1. Quá hay Vũ ơi. Vũ đã dùng càng đẩy một quả trái cực kỳ xuất sắc. Long đã giật mình và không có sự chuẩn bị trong quả vừa rồi. 1-3. Quá hay. Long đã ép được Vũ ra xa và anh đã dồn vào hai góc với quả dứt điểm sâu bên phải. Vũ đã theo không kịp quả vừa rồi. Điểm 2-3. Long vào bóng. Ông ngoài. Lộc đã quyết định thay đổi chiến thuật khi anh giao sâu trái Vũ và Vũ đã bất ngờ khi đã cắt quả bóng ra ngoài. Vũ giật trái hư. 3-4. Năm ba cho Tấn Long. Thế trận hiện tại thì Vũ đang xuống tinh thần trong khi Long lại bắt đầu hưng lên với những quả giật quả rất chính xác của mình. Điểm 5-3 cho Tấn Long. 6-3. Vũ có vẻ như là anh đang bị vấn đề tâm lý. Ở phía sau thì chúng ta có thể nghe được tiếng cổ vũ cho phía Vũ rất lớn. Rất hay. Rất hay. Lưới rồi. Wow, may mắn đã thuộc về Tấn Long. Tuy nhiên pha bóng này chúng ta thấy thì Tấn Long là người chủ động ép Vũ ra xa bàn và với những quả điều bóng đi thì Vũ đã đỡ hư quả bóng vừa rồi. Khoảng cách là 4 điểm rồi, sẽ có set 7 chăng? 3-7. Wow. Một pha giật trái và giật phải được rồi, của Vũ đã ép Tấn Long ra xa và anh đã dứt điểm được thành công. 4-7. Tấn Long hơi ngập ngừng trong cái pha đợi bóng vừa rồi, nửa giật nửa cắt nên ra là anh đã đỡ hư quả cái bóng rất khá khó của Vũ. Điểm cho Vũ 7-5. Bóng là dấp lưới. Lấp lưới lần thứ hai. Wow, set này thì như là Vũ khá đen vì Tấn Long liên tục quấn banh bắp lưới. Hai quả liên tục bắp lưới và Vũ đã bị lỡ nhịp khi bóng đưa bóng ra ngoài. Điểm với Tấn Long 8-5. Chín năm rồi, Tấn Long rất hưng và anh đánh set thứ 6 này cảm giác như là không thấy hư. 5-9. Vũ vô bóng. Quá hay, Vũ đã chủ động pha bóng vừa rồi. Chúng ta có thấy một pha bóng đẳng cấp của Vũ khi anh đã hoàn toàn chủ động từ quả vô bóng của mình. 6-9. Bóng ngoài rồi. Vũ đã gỡ được hai quả từ quả vô bóng của mình. Điểm hiện tại là 9-7. Long vô bóng khá căng thẳng. Có set 7 không? Wow, Vũ đã bắt bài được Tấn Long. Khi mà Tấn Long giật sâu phải thì anh đã ép ngược lại phải của Tấn Long và Tấn Long đã bị hơi lỡ nhịp thì quả cho quả chuẩn bị tiếp theo và anh đã giật qua lưới. 9-8. Khá căng thẳng. Anh sẽ sử dụng chiến thuật trên đây. Tấn Long đang giao bóng. 9-8. Wow, anh đã cố tình giao bóng dài trái để dụ cách biện hở hớ banh, tuy nhiên rất tiếc là đã giao ra ngoài. 9-9 hai bên. Vũ đã gỡ được 9-9. Wow,
Con Long đã bắt bài được quả giao bóng sâu trái của Vũ và anh đã lắp qua giật trước. Vũ hơi bị giật mình qua vừa rồi. 90. Wow. Quả thứ hai là giao ngắn thì Tấn Long là quá khá xuất sắc khi chọc sâu nặng và phải bên Vũ và anh đã ta có set 7. Giật đút lưới. Chúng ta đã có set 7. Chúng ta chờ xem nhé. Rồi chào mừng các bạn trở lại với set chung kết cuối cùng của trận đấu rất là hay giữa Vũ Bình Hòa và Tấn Long Bình Dương. Chúng ta có nhớ rằng lúc ngay cái set thứ 5, thứ 6 khi Vũ dẫn 6-2 thì Tấn Long đã lên một mạch lên 11-7 và Tấn Long gỡ tiếp cái set tiếp theo. Và bây giờ set thứ 7 chuẩn bị bắt đầu giữa hai tay vợt. Vận động viên nào chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay cũng rất xứng đáng khi hai bên đã phô diễn được rất nhiều những pha bóng đẹp. Set thứ 7 Vũ cho bóng không đều. Quả vừa rồi cảm giác như là bóng dính nước thì sao mà Tấn Long giật cái bóng nó tụt thẳng vào cạnh bàn. 1-0 cho Vũ. Rất đáng tiếc cho Tấn Long thì hai quả vừa rồi anh giành thế chủ động tấn công ngay từ đầu, tuy nhiên là đánh đều đã bị hư. Tấn Long giao bóng 0-2. Tấn Long khởi đầu không tốt trong cái set cuối cùng này khi anh đã tự đánh hư 3 quả. Điểm số 0-3 cho Vũ. Tuy nhiên cũng nói lại thì Vũ xử lý cái bóng cũng khá khéo. Tiếp tục một quả lấy càng trái thoát sâu vào bên phải Tấn Long và Tấn Long đã giật mình. Vũ gác trước 4-0. Tuy nhiên bóng bàn là đấu rất là căng thẳng thì chúng ta biết 6-2 nhưng mà vẫn thua thì 4-0 như thế nào đây. Bóng lưới cho bóng lại. Không biết Vũ có giữ được lợi thế của set thứ 7 này hay không. 4-0 Vũ cho bóng. Rất hay, rất hay. Wow, Tấn Long đã kiên trì bóng và Vũ đã rất hay khi anh điều bóng vào hai góc, nhưng Tấn Long cũng rất bình tĩnh khi xử lý cái pha tấn công vừa rồi của Vũ. Điểm 4-1. Bóng lưới rồi. Wow, rất đáng tiếc cho Vũ khi bóng vừa rồi dắp lưới, nhưng Tấn Long đã xử lý